sang chủ đề mới nhé, nhịn thức Newton. Trước tiên thầy nhắc lại vài công thức để chúng ta nhớ lại. Tổ hợp chập K của N. Xuân à? Xuân hôm nay buổi đầu à? Cái này Xuân biết chưa? Em chưa học lấy ạ. Chết rồi nhỉ? Thôi tạm thời cứ coi như biết nhé. Xuân biết Mạnh chưa? Ok, cũng chưa biết đúng không? Thì tạm thời là biết đúng không? Đây là không Mạnh là này. Nên biết à? Không biết. À đúng rồi, không biết. Bằng n dai thừa trên k dai thừa nhân n trừ k dai thừa. Đó, trong đó dai thừa là gì? Ví dụ là n dai thừa là tích các số tự nhiên từ 1 đến n nha. Đấy. Tổ hợp chập K của n. Tự nhiên k và n là số tự nhiên đúng không? K nhỏ hơn được bằng n, lớn hơn được bằng không. Nó có vài cái đặc biệt như này: tổ hợp chập không của n và tổ hợp chập n của n thì bằng 1, đúng không? Tổ hợp chập 1 của n thì bằng n. Một số công thức, một số cái đấy mà chúng ta nên ghi nhớ để làm cho nhanh, đúng không? Đỡ phải dùng máy tính. Một cái nữa là tổ hợp chập K của N thì sẽ bằng tổ hợp chập N trừ K của N. Đó. Ví dụ như này, ví dụ tổ hợp chập 1 của N thì sẽ bằng tổ hợp chập N trừ 1 của N, đúng không? Cứ đối chứng nhau nhé. Đó, hôm nay chủ yếu liên quan đến tổ hợp nên thầy không nhắc lại chỉnh hợp hoán vị nữa nhé. Đó. Trước đây chúng ta có, các bạn biết là A cộng B bình phương bằng gì rồi, đúng không? À, bằng A bình phương cộng 2AB cộng B bình. Đó, đấy là bậc 2. Về đến bậc 3, A cộng B mũ 3 thì bằng A mũ 3 cộng 3 A bình B cộng 3 AB bình cộng B mũ 3. Hôm trước thầy xem một cái clip nào có cái anh ấy đố một bạn đọc thuộc 7 hằng thức cho 500.000, một bạn sinh viên ấy. Không ngờ bạn ấy thuộc luôn, thì mất 500. Hài mà. Nhưng mà chắc là thật đúng không? Không ngờ lại học thuộc luôn. Đấy, thì chúng ta mới biết đến bậc 3 thôi. Bậc 4 thì chúng ta cũng biết nhưng mà phải nhân, đúng không? Thế về lên lớp 1 nó có tổng quát. Tổng quát đó là A cộng B mũ N thì sẽ khai triển ra như thế nào? Đúng không? A cộng B mũ N. Đây thì trước tiên thầy, cái công thức tổng quát này là không phải chứng minh nhé, chúng ta được dùng luôn. Thì thầy viết đây, ông thầy sẽ phân tích sau này. A cộng B mũ N bằng A mũ N. Cái đầu tiên A mũ N đấy nhé, đúng không? Xong cộng với tổ hợp chập 1 của N A mũ N trừ 1 nhân B. Đó. Cộng tổ hợp chập 2 của N nhân A mũ N trừ 2 B bình phương cộng chấm 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 cộng. Cuối cùng là tổ hợp chập N trừ 1 của N nhân A nhân B mũ N trừ 1. Và số học cuối cùng đó là B mũ N. Được. Ra cứ viết cái này đã xong, thầy hướng dẫn cách nhớ dần nhá. Đó. Đấy, đây là số hạng thứ nhất đúng không? Số hạng thứ hai chấm chấm đến số hạng cuối cùng là số hạng thứ n cộng 1. Hơi khó nhớ nên chúng ta cứ chép đi ạ. Sẽ có cách để nhớ. Yeah.
chi chép đi, đã khó nhớ rồi mà không chép nữa thì không bao giờ nhớ được nhá. Nhớ rồi. Cái đầu tiên là A này, đúng không? Giống như này, chúng ta cứ liên tưởng đến thằng thức bậc 2, bậc 3. Đầu tiên cứ phải A đã, đúng không? A mũ N. Xong khóa đuôi là B mũ N. A mũ N này, ông giảm này. Giảm bậc này, N trừ 1, N trừ 2. Đến cuối cùng là bậc 1 và bậc 0. B thì tăng dần. B mũ 0, B mũ 1, B mũ 2, B mũ N. Được chưa? A thì giảm dần, B thì tăng dần. Đó. Ví dụ nhá, ví dụ A cộng B mũ 3 nhá, ta xem nó khớp trên kia không, đúng không? Thì đầu tiên cứ phải đi đầu là A mũ 3 đã nhá. Đấy, A 3 xong bắt đầu giảm dần này. A bình phương B, đúng không? Cộng A B bình cộng A mũ 0 là 1 mà, nên là chỗ này là B mũ 3. Đấy, đấy là của AB nhá. Thế còn hệ số của nó bắt đầu này, hệ số 1 này, hệ số C1 của N, C2 của N, thì đây là tổ hợp tăng dần, đúng không? Đây là C1 của 3, đúng không? C2 của 3. Thực ra đây nó chính là C3 của 3, đúng không? Và đây chính là khơi 0 của 3. Thế ta lắp lại nhé. C0 thì luôn bằng 1 rồi, nên đây chính là A mũ 3. C1 của 3 thì bằng 3, nên đây chính là 3 lần A bình phương B. C2 của 3 thì cũng bằng 3, nên là chính là 3 AB bình. Đấy, còn C3 của 3 là 1, nên là B mũ 3. Đấy, thì nó ra công thức này, được chưa? Đấy, ví dụ thế. Đấy, đây số mũ giảm dần đây này. 3 xong giảm xuống 2 xuống 1, đúng không? Gọi là giảm dần, đúng chưa? Đó. Dễ hiểu đúng không? Bây giờ tiếp một phát nữa nhá. Tiếp một phát nữa mà hay dùng đó là A cộng B. À thôi, không A cộng B đi, mà X cộng Y đi, cho nó khác. X cộng Y mũ 4. X cộng Y mũ 4. Thì đầu tiên là chúng ta viết X cộng Y, Y cũng được nhá. X cộng Y thì đầu tiên là X mũ mấy? X mũ 4, đúng không? C0 của 4 nhân x của 4 này, xong bao giảm dần này. C1 của 4 thì là x mũ 3 nhân y mũ 1 là y nhá. Cộng C2 của 4 x bình phương. X giảm y tăng, đúng không? Y bình phương. Rồi. Xong tiếp tục cộng với C3 của 4. Cứ x giảm, một thằng giảm một thằng tăng. X y mũ 3 cộng C4 của 4. X mũ 0 thì là 1 rồi, nên chỗ này là y mũ 4. Và hôm nay chúng ta bấm máy tính để chúng ta ra, đúng không? C0 thì luôn bằng 1 rồi nhá. X mũ 4. C1 thì bằng 4. 4 x mũ 3 y. C2 4 nhân 3, 12 chia 2 là 6, đúng không? 6 x bình y bình cộng 4 x y mũ 3 và cộng với y mũ 4. Đấy. Đây là bậc 4. Đấy, chưa, cứ chép vào cho nhớ nhé. Đấy, và bây giờ tóm gọn một công thức tổng quát thế này nhá. Người ta, các bạn biết ký hiệu này chưa nhỉ? Sigma. Ờ, nó là tổng nhá, tức là đây thầy viết trong giải thích sau này. Tổng này. A mũ mũ n trừ k
phải viết hệ số trước đi cho nó đúng luật đúng không? Tổ hợp chập K của N nhân A mũ N trừ K nhân B mũ K, trong đó K chạy từ 0 cho đến N. Đây, ví dụ K bằng 0 này, ta xem nhé, K bằng 0 này thì là C0 của N, nó chính là cái này đúng không? Nhân A mũ N trừ 0 chính là A mũ mũ N. Nhân B mũ 0, B mũ 0 là 1. Vậy K bằng 0 tương ứng với đây, đúng không? Đó, đây là K bằng 0 này. Đấy, đây là K bằng 1. Đấy, chúng ta xem đúng không? K bằng 1 thì C1 của 1 đúng không? A mũ N trừ 1. Đấy, đây là tương ứng với K bằng 2. Và cuối cùng chỗ này tương ứng với K bằng N trừ 1. Và cái này nó chính là tương ứng với K bằng. Đấy, thì nó viết gọn lại là có công thức như này nha. Đấy, đây là công thức viết gọn thôi nha. Công thức viết gọn. Công thức viết gọn. Đấy. Và bây giờ cái này là quan trọng hơn này. Đấy. Viết gọn của cái này nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ cái này thôi nha. Thì chúng ta nhìn nhá. Ta nhìn thấy quy luật chưa này? CK của N thì A mũ N trừ K, B mũ K, rồi cái tổng số mũ này luôn bằng N, được chưa? N trừ K cũng N luôn bằng N, tổng số mũ luôn bằng N. Thế còn đây chính là tổ hợp chập K của N. Đấy, vì chỉ cần nhớ công thức số hạng tổ quát này, chúng ta sẽ ra được. Đấy, các bạn tự viết ra nháp công thức này một lần nữa nhớ nhé. Nó có một cái gọi là tam giác Pascal. Thì tam giác Pascal như này. Rồi, chúng ta xong phần này chưa? Cả lớp xong phần này chưa? Hôm nay Đức Anh có học không? Đức Anh. À, đúng không? Tường học online. Chúng ta có tam giác Pascal như này. Rồi thầy xóa phần này đã. Tam giác Pascal. Này như này chúng ta nghe đã rồi chúng ta viết sau nhá. Một, 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 hai, một, một, ba, ba, một, một, bốn, sáu, bốn, một. Đây, ra nhìn nhá. Đoạn này nhìn này. Đây ứng với N bằng 1. N bằng 1 thì nó là à, đây N bằng 0. N bằng 0 này. Dòng này N bằng 1 này. Dòng này N bằng 2 này. Dòng này N bằng 3 này. Dòng này N bằng 4 này. Bây giờ xem nó là gì nhá. Chúng ta nhìn quy luật này. Các bạn đừng đứng chép vội nhá, tí nữa thiếu giấy đấy. 1 này. Tất cả các hàng bên ngoài này là 1 hết đúng không? Đúng chưa? Đúng không? Ở giữa này, 1 cộng 1 bằng 2. Được chưa? 1 cộng 2. 1 cộng 2 bằng 3. 1 cộng 2 bằng 3. 1 cộng 3 bằng 4, 3 cộng 3 bằng 6, 3 cộng 1 bằng 4. Nhá. Tiếp N bằng 5. Dòng thứ 5. Chúng ta viết 1 này, 1 cộng 4 là 5, 4 cộng 6 là 10, 6 cộng 4 là 10, 4 cộng 1 là 5 và bên này là 1. Đấy, chúng ta cứ cộng hai số cho ra số ở giữa của hàng bên dưới nhá. Cộng hai số cho ra số giữa. Đấy là tam giác Pascal. Về cái ý nghĩa dùng như nào? Nhưng mà để ý nhá, để ý này.
vụ A cộng B bình phương. Chúng ta biết là A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương. Chúng ta nhìn này, N bằng 2 đây này. Đây nhá. Thì ta nhìn hệ số này, 1, 2, 1, đúng không? 1, 2, 1. 1, 2, 1, đúng không? N bằng 3 này, 3 này. Đây. Nó là 1, 3, 3, 1, đúng không? Nhìn xem 1, 1, 3, 3, 1, đúng chưa? Đấy. N bằng 4 này, 4 đây. Hệ số tương ứng này, 1, 4, 6, 4, 1. Ta xem đây đúng không nhá? 1, 4, 6, 4, 1. Thế vậy là các dòng của tam giác mãn scan này nó có hệ số tương ứng với các hệ số của khai triển bậc bậc n. Được chưa? Thế về căn cứ ở đây, chúng ta sẽ viết được khai triển như này, ví dụ này. A cộng B mũ 5. Nào. Xuân nào, A B mũ 5 bằng gì nào? Căn cứ vào cái này. Ừ. Thế nó giải thích lại nhá. Các hệ số của tam giác Pascal tương ứng với các hệ số trong khai triển bậc 3, bậc 4, bậc 5. Được chưa? Đấy, ví dụ bậc 3 này. Có phải là A mũ 3 cộng 3A bình cộng 3AB bình cộng B mũ 3 không? Đúng không? Đó, thì B tương ứng với bậc 5. Nào, bằng gì nào? Tương bậc 5 thì dòng dòng thứ mấy? Dòng N bằng 5 đúng không? Nào, các hệ số tương ứng là gì? 1, 5, 10, 10, 5, 1. Vậy công thức khai triển là gì? Vậy là Chưa hiểu. Chi nào? Có vẻ hơi khó hiểu nhỉ? Chi? Đây nhá, A cộng B nó lại A, B mũ 3 này. Mũ 3 này thì tương ứng với dòng N bằng 3 đúng không? N bằng 3 đây, các hệ số này 1, 3, 3, 1. 1 nhân A mũ 3 cộng 3 nhân A bình phương B cộng 3 AB bình và cộng với B mũ 3. Nào, đã hiểu chưa? Xuân với Chi các bạn hiểu không? Trang hiểu không? Ừ. Nhá, các hệ số theo khai triển này, đây là nó chính là tổ hợp này nhá. Nó tương ứng đây. 1 3 3 1. 1 3 3 1. Đúng không? Ừ. Tức để làm gì? Để chúng ta tính toán nhanh hơn, không phải dùng máy tính thôi nhá. Nó chính là cái này. Thế tam giác Pascal nó để chúng ta tính toán nhanh hơn. Nào bây giờ Chi thử đọc cho thầy A cộng B mũ 4 nào. Bằng gì nào? Từng nguyên dòng này. Ờ, A mũ 4 tiếp. Bốn, đúng rồi. A mũ mấy? A mũ mấy? Bậc của A thì giảm, bậc của B thì tăng, đúng không? A mũ mấy? A mũ 4 rồi đi, phải đến đây là A mũ 3, đúng không? Nhân với B. Đấy, nó nhìn này, tổng số mũ của hai cái luôn bằng N nhá. Tức ở đây luôn tổng số mũ luôn bằng 4. A giảm thì B tăng. Rồi, xong 4 này rồi, tiếp cộng với bao nhiêu đây? 6 A mũ 2 B gì? Mũ mấy? Ô, A thì giảm dần, B thì tăng dần. Tổng số mũ luôn bằng N. Ừ. Tăng là giao, đây là 1 thì đây là 2. Tiếp cộng bao nhiêu? Ba. Tiếp B mũ 4, đúng không? 1 thì thôi bỏ đi, không viết. Được chưa? Thế ý nghĩa tam giác Pascal là để ta viết cái khai triển này nhanh hơn mà không phải đi tính toán nhá. Thế thôi. Còn không có này cũng không sao, đúng chưa nào? Tiếp một cái nữa này. Xuân nào. A cộng B mũ 5 nào. Bằng gì nào? A cộng
Đúng rồi, A1 5. Đúng rồi, 5. 4B, đúng không? Cộng 10. B bình chứ, đúng không? Tăng dần này, đúng không? Rồi, tiếp cộng. A mũ ấy. Đâu? A mũ 2, đúng không? B mũ. Mũ mấy? Mũ 3, đúng không? Cộng tiếp. Đúng rồi, tiếp. B mũ 5, đúng không? Đó. Đấy thì trước đây mà chúng ta khai triển A B mũ 5 là chúng ta mất thời gian để đi nhân A cộng B mũ 3 cộng nhân A cộng B mũ 2, đúng không? Nhưng vì có này rồi chúng ta viết được luôn hằng thức này nhé. Hằng thức mũ 5. Ok, đấy là tam giác Pascal. Đấy bây giờ chúng ta tự chép vào, chúng ta nhớ công thức, so sánh xem đúng chưa. Chi, chữ chép đi. Tự 4, 4, 5. Chép một lần để cho nhớ đấy. Vẽ lại cái tam giác Pascal này. Thường nó cho đến mũ 5 thôi, đúng không? Nó bắt khai triển mũ 5 thôi. Còn đâu mũ cao hơn thì nó sẽ hỏi kiểu khác, chứ không bắt mình viết ra nhé. Đây nhìn đây, chúng ta thấy đối xứng không? 3, 3 đối xứng này, 4, 4 đối xứng này, 5 đối xứng, 10 đối xứng này. Được chưa? Đấy, nếu bạn nào để ý tính này. Đấy, nó đối xứng qua trục này nha. 4, 6, 4, 5, 10, 10, 5. Đó, phần này thì để đấy nha. Ơ Mạnh dạo này không thấy đi chợ giả nhỉ, đúng không? À thế à? Thì cũng gặp lắm. À đúng không? Không dính ca của thầy. Thấy không? Thứ bảy thì nghỉ. Đấy, vậy ta có một cái gần nhớ này. Đó là khai triển những Newton này. Tam giác Pascal để tính toán nhanh hơn nhá. Cái này cái quan trọng nhất này. Đấy, còn những này chúng ta sẽ nhớ dần. Đặc biệt công thức này. Đó. Rồi, bây giờ một số ví dụ để áp dụng cái này nhá. Áp dụng này. Nào. Xem luôn cái ví dụ đầu tiên. Để đỡ về bịa. Ví dụ 6. X mũ 6 trong khai triển này. À chết rồi. Vẫn còn một cái nữa thầy chưa nói. Thế ở đây chúng ta thấy đây là cộng đúng không? Thế thì trừ thì sao? Trừ đan dấu đúng không? Nó giống như A trừ B mũ 3 nhá. A trừ B mũ 3 thì đúng đan dấu không?
a mũ 3 trừ 3 a bình b, sau đó lại cộng 3 a b bình trừ b mũ 3. Đấy, đan dấu nhá. Thì về a trừ b, a trừ b mũ n thì bằng gì? À, chúng ta viết đây là công thức tổng nhá. Tổng này, sigma này, k chạy từ 0 đến n, vẫn như trên nhá, vẫn như trên. Đây, công thức tổng quát nó là gì? À, nó vẫn là tổ hợp chập k của n nhân a mũ n trừ k và nhân với b mũ k. Nhưng nó có một cái hệ số nữa, đó là dấu, đúng không? Dấu cộng, dấu trừ, dấu cộng, dấu trừ. Thì dấu cộng này, dấu trừ này nó thể hiện bởi trừ 1 mũ k. Trừ 1 mũ k. Thì ví dụ k bằng 0 nhá. Đây tương ứng k bằng 0 đúng không? Trừ 1 mũ 0 là bằng 1 đúng không? Hệ số là dương. K bằng 1. Trừ 1 mũ 1 là âm 1. Hệ số âm đúng không? K bằng 2. Trừ 1 mũ 2 là 1. Hệ số là dương. Đến đây k bằng 3. Trừ 1 mũ 3 là đúng âm không? Đấy, nên công thức nó thêm một công thức này nữa là trừ 1 mũ k cộng trừ. Đấy, ví dụ như là a trừ b mũ 4 chẳng hạn đúng không? Thì đầu tiên là a mũ, mình viết công thức tổng quát đã nhé, bằng sigma k bằng từ 0 đến 4 đúng không? Âm 1 mũ mũ k nhân tổ hợp chập k của 4 nhân a mũ 4 trừ k và nhân với b mũ k. Đó. Và viết tổng quát ra thì nó sẽ được là a mũ 4 này, k bằng 0 thì là dấu dương nhá. K bằng 1 thì âm 1, mũ 1 là âm đúng không? Nên phải trừ đi. Đó, 4 lần a mũ 3 b. Và từ đây chúng ta đan dấu rồi, đúng không? Cộng 6 a bình b bình trừ 4 lần a b mũ 3. Đúng không? Và cuối cùng cộng b mũ 4. Đấy, đan dấu cho hàng thứ bậc 4 nhá. Đây người ta gọi là số hạng tổng quát này nhá. Số hạng tổng quát. Số hạng tổng quát tương ứng với k bằng từ 0 đến n thì chúng ta sẽ có tương ứng từng số hạng. Đấy, bây giờ ta sẽ xem cái ví dụ đầu tiên nhá. Cái dạng này nó ít dạng bài tập lắm. Hệ số của x mũ 6 trong khai triển. Đấy, chúng ta bỏ qua cái ABCD đi. Xem hệ số nó là gì nhá. Đấy, thì bây giờ thầy nói lại chỗ này nhá. Cái này gọi là gì? Số hạng tổng quát đúng không? Đấy, đây là số hạng tổng quát. Tức là nó theo một công thức như này, đúng không? Theo công thức này. Thế hệ số là gì? Hệ số là ví dụ là 1 3 3 1 1 4 6 4 1 ấy. Thế hệ số nó là gì đây? Là trừ 1 mũ k nhân với tổ hợp chập k của n nhá. Đấy. Thế đây mình tóm gọn đây. Số hạng tổng quát thì nó chính là trừ 1 mũ k nhân tổ hợp chập k của n nhân a mũ n trừ k b mũ k. Đấy. Thế còn hệ số thì nó chỉ có, nó phải bỏ đi này đúng không? Hệ số thì bỏ đi rồi, không cần viết. Viết nó đỡ bị đấy. Đấy, thì bây giờ áp dụng như này. Bây giờ các bạn nhìn lại nhá, chưa chép vội nhá.
2 trừ 3 x mũ 10. Đấy. Thầy đặt đây là biểu thức A. Biểu thức A nhá. Đấy. 2 trừ 3 x mũ 10. Tìm mẹ số của x mũ 6 trong khai triển. Thế bây giờ ta phải xem số học tổng quát nhá. Chưa chép bộ nhá. Số hạng tổng quát. Số hạng tổng quát mình ký hiệu là A, AK đi. Đó. BK, AK đều được nhá. Bằng này. Đây. Lắp vào đây. Lắp vào đây nhá. Đây. Đây. Hoặc là đây. Đúng không? Có dấu trừ. Nào, tạo tổng quát là gì nào? Trừ 1 mũ gì? Trừ 1 mũ mũ K. Đúng không? Trừ 1 mũ K. Nhân 2 mũ gì nào? Đây chính là A. Còn đây chính là B. Đúng không? Đó. Thì đây chính là A trừ B mũ mũ N. Đúng không? Nào. Trừ 1 mũ K nhân 2 mũ gì? Trang nào, nhân 2 mũ gì nào? Đấy. Thầy vẫn để trên bảng đây. Hai tương ứng với 3. Có số gì đó là chữ K. Đây á. À, đây là số hạng tổng quát thứ K nhá. Thứ K. Số hạng tổng quát này. Số hạng tổng quát tức là đây, số hạng tổng quát nó có dạng này là những cái số này. Mũ A mũ 3 hay là 3A bình B hay 3B bình A, B mũ 4 ấy, gọi là số hạng, đúng không? Đấy. Thì số hạng tổng quát nó chính là cái này. Trừ 1 mũ K nhân tổ hợp chập K của N nhân A mũ N trừ K nhân B mũ K. Tức là tất cả các số hạng nó đều có dạng kiểu này nhá. Nó chỉ khác cái K chạy từ 0 cho đến N thôi. Nào, thế là số hạng tổng quát trừ 1 mũ K nhân 2 mũ nào nào? 2 mũ N trừ K, đúng không? Đúng không? Đây đi. A mũ N trừ K thì đây nó là 2 mũ N trừ trừ K. N đây bao nhiêu? 10 đúng không? 10 trừ K. Rồi, nhân B mũ K. B đây bằng bao nhiêu? 3x. 3x mũ mũ K. Nào, em hiểu số hạng tổng quát được chưa? Xuân Chi này, các bạn trên Zoom. Để hiểu này thì đấy nhá, các bài sau nó cũng phải dùng tất cả cái này đấy. Thầy đặt không đặt đây là A nữa mà đặt là cái gì đó đi cho nó đỡ bị nhầm. Số tổng quát là một cái gì đó đi, dù là đây là mình ký hiệu rồi nhá. Ký hiệu rồi, đúng không? Dù là A nhỏ đi, nó đỡ nhầm với A ở đây nhá, AK. Đúng không? Số hạng tổng quát tương ứng với K này. Đấy. Rồi. Trong đó K sẽ bằng 0 1 chấm chấm đến 10 nhá. Bình thường đến N mà. Đúng không? Cái bài này là mũ 10 nhưng đến 10. Ok. Đấy, đấy là số tổng quát. Chúng ta xem hiểu chưa? À chết. Thiếu gì nữa các bạn? À thiếu C nữa nhá. Thầy nhầm. Tổ hợp chấm mấy đây? Đây thầy viết bên này nhá. Chập K của mấy? Của 10. Đó, thiếu C nữa nhá. À, trên Zoom còn nào chưa hiểu số hạng tổng quát không? Trang ok chưa? Rồi. Nghĩa? Chưa. Rồi, thế tốt. Dũng. Thực ra thầy đang hỏi Dũng nhưng mà thấy Nghĩa cười phát thế là. Không, tức là thầy nhầm tên ấy, vẫn nhầm tên, thầy thấy cười phát. Nghĩa Dũng vẫn nhầm tên.
Rồi, thế bây giờ nhé, ta viết gọn lại đúng không? Viết gọn lại AK, viết gọn lại hệ số viết ở bên, x viết ở bên. Anh nhìn này, nhìn trên bảng đã chưa rồi? Trừ 1 mũ K, cứ để đấy nhá. Trừ 1 mũ K nhân 2 mũ 10 trừ K nhân tổ hợp chập K của 10. 3x mũ K thì là 3 mũ K nhân x mũ mũ K. Đúng không? Đấy, vậy chúng ta thấy không? Đây chính là hệ số này, nhân x mũ K này. Đúng không? Viết gọn lại rồi, viết gọn lại dưới dạng hệ số nhân x mũ K. Thế bây giờ nhìn đây thì cho K mấy nào? À, đầu bài bảo tìm hệ số của x mũ 6. Vậy cho K bằng bằng 6 thì ta sẽ được hệ số của x mũ 6, đúng không? Đấy, chúng ta có A6 cho K bằng 6 thì ta suy ra A6 bằng trừ 1 mũ 6 nhá. Nhân 2 mũ 10 trừ 6 nhân tổ hợp của 6 của 10 và nhân với 3 mũ 6 nhân x mũ 6. Đó, thay K bằng 6 vào. Thay tương ứng K 6 vào, lúc này chúng ta tính thôi nhá, tính này. A6 bằng trừ 1 mũ 6 là bằng 1 rồi, bỏ qua. 2 mũ 6 là thành 2 mũ 4 đúng không? 2 mũ 4 là 10, 16. Tổ hợp chập 6 của 10, bấm máy tính thì ra gì? À rồi, đây nó không còn bấm để đây rồi nhá. Thì cứ để đấy đúng không? Nhân tổ hợp chập 6 của 10 nhân 3 mũ 6 nhân x mũ 6. Từ ra chỗ này là 2 mũ 4 này. Đầu bài nó không còn tính thì kệ nó nha. Thế vậy nhìn đây ta thấy hệ số đây. Đúng không? Tương ứng với lại A, đúng không? Đó, hệ số nhá. Hệ số tương ứng A. Tuấn Minh hiểu chưa? Tuấn Minh ơi. Mình chạy đâu mất rồi? Sơn, Tuấn Sơn. À comment, ok. Lời nói thế nhỉ? Nào, Xuân, thế nào? Liệu nhớ được chưa? Đấy nhá, phải tóm lại, đây là hệ số này. Hệ số biết rồi, 3x mũ 4 hệ số là 3, đúng không? Đó. Đây, công thức tổng quát đây. Chỉ cần nhớ này thôi nhá, cho K chạy từ 1 đến N. Hết. Đấy, thì bây giờ bài số 2 các bạn thử tự tính nhá. Đấy. Bài số 2. 2x cộng 3 mũ 8. Nào, trên Zoom các bạn làm nhá, không làm là chúng ta không nhớ được đâu. Đây, bài mẫu thì vẫn để đây rồi. Và nhớ phải trình bày nhá, chứ không phải trắc nghiệm không trình bày đâu, nó không nhớ được đấy. Xuân thử tính đi, nào. Hả? Em gì ạ? Hả? Tính nhanh nháp đấy, đấy, bài 2. Ừ, hệ số của... Bài này là N bằng 8, đúng không?
B à? 2B à? Không có, 2C. 2C, làm quá rồi. 2C. 2C á? B à? Thấy hệ số âm đã thấy không phải rồi. Bài này là có dương mà, đó. Thì đương nhiên âm đã sai. Các bạn cứ tính đi, sai thì chúng ta mới trải nghiệm được cái sai. Ừ. Ok. Hả? Nó giảm dần, ví dụ là x mũ 5, x mũ 4, x mũ 3 gọi là giảm dần nhá. Ba à. Không phải, thiếu đáp án trong này không phải. Đấy. Tự tìm lại lỗi sai. Trên Zoom các bạn ra đáp số nhắn thầy nhá. Phải làm đấy, không làm mà không nhớ được đâu. Hình như thế. Nào, câu 2. Hỏi bạn trên Zoom nhá. Này Nam học nhỉ? Wow, wow, wow. Thùy Trang đây rồi. Xuân. Định à? Định nào? Định ơi. Rồi, nói thầy số tổng quát nào. Ờ, số tổng quát của này. Đầu tiên mình tìm số tổng quát đã nhá. Tức là mình nó là cái này này, được chưa? À, công thức. Nào, tổ hợp chập k của mấy nào? Của 8, ok. 2x mũ bao nhiêu nào? 2 mũ 8 trừ k. Đúng rồi, 8 trừ k nhân 3 mũ k. 3 mũ k. Đấy, họ tổng quát đúng chưa cả lớp? Đấy, chúng ta chỉ nhớ công, nhớ cái công thức trên này là ra tất nhá. Thế bây giờ quan này ta viết gọn lại, đúng không? Viết gọn lại. C k của 8 nhân 2 mũ 8 trừ k nhân 3 mũ k và nhân với x mũ 8 trừ k. Được chưa? Viết gọn lại. Đấy. Thì đây nó chính là hệ số của x mũ 8 trừ k. Đầu bài bảo hệ số x mũ 5. Đúng không? Thì ta cho k bằng mấy? K bằng bằng 3, đúng không? Đấy, bằng 3. Thì ta được hệ số của x mũ 5 là, rồi, cho càng 3 nhé. Đó chính là C3 của 8 nhân 2 mũ 5 và nhân với 3 mũ 3. Thế đó. Ừ. Sao nó là sao mà? Sao nhỉ? Kiểu hệ số nó là x5 thì sao thì nó là k sao? À đây nhá. Đây. X mũ 5 thì là 8 trừ đi k bằng 5 đúng không? Đó, nên từ đây cho ta phải cho k bằng bằng 3. Còn được chưa? Đó. Bởi vì k nó sẽ chạy từ
từ 0 đến n, tức là từ 0 đến 8. Đấy. Thì ứng với k bằng 3 thì chúng ta có hệ số của mũ 5, đúng không? K bằng 4 thì là tương ứng x mũ 4, đúng không? K bằng 7 tương ứng x mũ 1. Đấy, và chúng ta hiểu đây này, hiểu cái này nó sẽ sau khi nó khai triển nó sẽ được là gì? Hệ số đây thầy ký hiệu hệ số đây là hệ số AK nhé, đúng không? Đấy. Hệ số này nhân x mũ 8 này cộng với cái gì đó nhân x mũ 7 cộng cái gì đó nhân x mũ 6 cộng cái gì đó nhân x mũ 5. Đấy, thì cái này đấy gọi là hệ số nhá. Nào, ok chưa? Xem câu 3 nhá. Câu 3 tương tự rồi đúng không? Câu 3 còn dễ hơn bởi vì nó là x thôi, nó không có 2x đúng không? Câu 4. À đấy à? Hay là đề nhầm nhỉ? Rồi câu 3 nhá. Ở đây có cái mùi hoa sữa nó vào tận đây nhỉ, đúng không? Đúng nhỉ, mùi hoa sữa đúng không? Nào, bây giờ hệ số của số hạng thứ 8. À rồi rồi, đúng rồi, cái bài này nó khác, nó không phải của x của 8, đúng không? Số hạng thứ 8. Thế nào là thứ? Thế đây ta nhìn đây nhá. Thầy nói lại này, dụ là A cộng B mũ 3 này bằng A mũ 3 cộng 3A bình B cộng 3AB bình cộng B mũ 3. Đây là số hạng thứ mấy? Thứ 1, đúng không? Thứ 2, thứ 3, thứ 4. Đấy, số hạng thứ nhá. Số hạng thứ nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4, đúng không? Thì chúng ta thấy này, số hạng thứ nhất tương ứng với k bằng mấy? K bằng 0. Số hạng thứ hai tương ứng với k bằng 1. Thứ ba tương ứng với k bằng 2 và đây là k bằng 3. Đúng không? Thế vậy là như công thức này thì chúng ta thấy là k bằng 0 là số hạng thứ nhất. Thực ra nó quy định này thôi chứ không phải k bằng 0 là số hạng thứ 0 nhá. Số hạng thứ nhất là k bằng 0. Số hạng thứ hai k bằng 1, vậy số hạng thứ bao nhiêu thì nó sẽ hơn k là một đơn vị, đúng chưa nào? Đó. Thì đối với bài này, đối với này ta viết ra nhá, viết ra này, x cộng 2 mũ 10, x cộng 2 mũ 10, thì người ta xem số hạng thứ 8, thứ 8. Thì chúng ta phải viết số hạng tổng quát đã, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ cho k bằng bao nhiêu để được số hạng thứ 8, đúng không? K bằng 7. Nào, bây giờ số hạng tổng quát. Số hạng tổng quát. Theo số mũ giảm dần, đúng không? Đấy. Mình ký hiệu là AK đi. Nào, x cộng 2 mũ 10 thì là số hạng đó là dạng gì? À, CK của 10 nhân x mũ 10 trừ K nhân 2 mũ K. Đó. Xong sổ tổng quát nhá. Thế thì chúng ta biết rồi, số hạng thứ nhất K bằng 0 thì là số hạng thứ nhất, K bằng 1 số hạng thứ hai. Thế vậy là số hạng thứ 8. Số hạng thứ 8 nhá, thứ 8. Đấy. Tương ứng k bằng 7. Đúng không? Bằng 7. Đó. Chúng ta tính cho k 7 vào. A 7 thì bằng tổ hợp chập 7 của 10 nhân x mũ
mũ 3 nhân 2 mũ 7. Thế từ đó ta nhìn hệ số đây là 2 mũ 7 nhân C 7 của 10, đúng không? Đó. Từ đó ta được hệ số đó là 2 C 7 của 10 nhân 2 mũ 7, đúng không? C 7 của 10 nhân 2 mũ 7. Đấy, thì bây giờ ta lại nhớ xem công thức này. C của hai số mà đối xứng nhau thì bằng nhau nhá. Vậy C 7 của 10 nó chính là bằng C 3 của 10 nhân 2 mũ 7. Vậy đáp án A nhân 2 A. Bạn đây thầy nói sai à? Vâng, đáp án sai. Đáp án trung tâm in sai. Bởi vì thầy nhìn đáp án nó không có, nó chỉ có đáp án A với C D thôi. À, từ. Ở mũi giảm dần đúng không? Đúng rồi. K7. 7. Thì đây là 2 mũ 7 đúng không? À, chúng ta hiểu này chưa? Thế còn mũ tăng dần lại khác nhé. Mũ tăng dần khả năng nó là cái này này. Đúng không? Đối xứng mà nhá. Tam giác can các bạn thấy đối xứng không? Đây chính là thể hiện đối xứng đấy. Cứ cái đầu với đuôi nó cách đều nhau thì bằng nhau. Nào, Xuân xem hiểu chưa? Chi? Cứ mạnh dạn hỏi đi, không hiểu hỏi. Đọc lại, các bạn đọc lại đi. Đấy, cứ bước làm đầu tiên là tìm số tổng quát, đúng không? Bước thứ hai là chọn K bằng bao nhiêu? Tương ứng với từng đề bài một, đúng không? Bước thứ ba là viết hệ số. Nào thì bây giờ tiện thể bài này nhá. Và đề bài nó hỏi số mũ tăng thì ta làm nào, đúng không? Số mũ tăng. Nào, số mũ tăng thì ta làm nào. Số mũ tăng nhá. Thì chúng ta nên viết ngược lại cái này là 2 cộng x mũ 10. Đúng không? Được chưa? Đúng là tăng không? Đầu tiên là 2 mũ 10, sau đó đến 2 mũ 9 nhân x mũ 1, x mũ 2 thì mũ tăng không? Thì ta viết ngược lại nhá. Mũ tăng ta viết ngược lại. Đấy rồi. Thế sau tổng quát của này là gì nào? À, a k bằng tổ hợp chập k của 10 nhân 2 mũ 10 trừ k nhân x mũ mũ k. Đó. Tổng quát nhá. Thế bây giờ thấy tăng chưa? À, k bằng 0 1 2 tăng. Gọi là tăng nhá. Đang số mũ tăng. Đấy, thầy làm với bài toán tăng. Được chưa? Nào, thế bây giờ số hạng thứ 8. Số hạng thứ 8 thì tương ứng với k bằng 7, đúng không? K bằng 0. K bằng 0 thì số hạng thứ nhất, k bằng 1 số hạng thứ hai. Vậy k bằng 7 số hạng thứ 8. Từ đấy ta được cái A7 sẽ bằng tổ hợp chập 7 của 10 nhân 2 mũ 10 trừ 7 là 2 mũ 3 và nhân với x mũ mũ 7. Thế ta nhìn đấy, lúc này hệ số nó ở đây, đúng không? Đó. C, được chưa nào? Đấy, nên đề bài nó đáp án nó bị nhầm nhá. Rồi, các bạn hiểu thế nào tăng giảm chưa? Nhá. Câu 4. Đấy, câu 4 vẫn như vậy, nó khác một chút ở chỗ này. Trừ 1 trên x.
Đáp án trong phiếu là C đấy, không biết đúng hay sai, lại phải tính đúng không? Nào các bạn thử tính một tí nào, bạn nào làm xong rồi cứ làm tiếp các câu dưới đi cho nó nhớ luôn, về nhà đỡ phải xem lại đúng không? Còn ai chưa làm thầy câu 4 nha. Chí nhá, chí tập làm chí nhá, hơi lười làm đấy. Thầy ơi, ừ. Sao câu 4 lại là A? Câu 4 C. Thế sao lại là C ạ? À tí chữa, đã các bạn làm chưa chữa. Ờ chưa chữa. Tỉnh ngủ chưa? Chưa tỉnh lắm. Nếu mà tỉnh thì có sẽ hỏi cái câu như thế. Ừ. Các bạn trên Zoom chưa bạn nhắn à? Hay là không làm? Đúng. Đúng. Nó chỉ có một công thức này thôi. Có đúng một công thức, một công thức nào đấy. Chúng ta nên nhớ là 1 trên x này thì bằng x mũ trừ mấy? Thì 1 nhá. 1 trên x chỉ mũ m thì bằng x mũ trừ m. Đấy, thì nhắc lại hai công thức đấy. À, bây giờ số hạng tổng quát nhá. Thầy viết tắt này, số hạng tổng quát. Tổng quát. Thì ta viết lại cái này nhá. X trừ 1 trên x mũ 13. Đó. Thì trước tiên chúng ta biết đây nó là A. Đây là B. Còn đây là N, đúng không? Đấy, so tổng quát này. AK, mình đặt là AK hay BK thì tùy mình, đúng không? AK đây. Nhớ rằng bài này có dấu trừ nhá. Thì là trừ 1 mũ K, đúng không? Nhân x mũ 13 trừ K nhân 1 trên x mũ K. Nào, xong chưa? Có bạn nào viết nhầm chỗ này không? Nó hết đấy mà, đúng không? Nó chỉ thêm cái trừ 1 này nhá. À chết rồi, đấy, thầy quên thiếu. Nhân tổ hợp chập K của 10, 13. Đấy, đúng là viết bên trên này đúng hợp lý hơn. Viết đậu được. Nào thế bây giờ hệ số x mũ 7 cho K bằng mấy?
À chưa chưa, bây giờ ta phải rút gọn lại nhá. Rút gọn lại AK bằng này trừ 1 mũ K, không được bỏ đúng không? Nhân tổ hợp chập K của 13. Đó. Nào, nhân x mũ 13 trừ K nhân 1 trên x thì bằng x mũ trừ 1 nhá. X mũ trừ 1. Nên đây chính là x mũ trừ K. Đấy. Nào, 1 trên x mũ trừ 1 nên là thì nháp đây nhá, là x mũ trừ 1 tất cả mũ K thì bằng x mũ trừ 1 nhân K là x mũ trừ K. Đấy. Bắt đầu cho chỗ này phải nhắc lại công thức đúng không? Là A mũ M tất cả mũ N thì bằng A mũ M nhân N nhá. Xuân nhớ này không? Cháu Quyền này không? Có. Vẫn nhớ, tốt. Được chưa? Thế về đây x mũ K và ta thu gọn lại nhá. Ta được trừ 1 mũ K nhân tổ hợp chập K của 13 nhân x. Nào, tích của hai lũy thừa cùng cơ số thì lấy số mũ cộng lại đúng không? Trừ 13 trừ K nữa thành 13 trừ 2 2K. Ờ, đến đây gọn chưa? Đến đây là gọn rồi. Thế đầu bài bảo là gì? À, hệ số x mũ 7. Thế vậy ta phải cho này bằng 7 đúng không? Đúng chưa? Đấy. 13 trừ 2K bằng 7 tương ứng với K bằng 3. Đúng chưa? 3. Đấy, từ đó ta được hệ số A3 bằng, đây cho K 3 vào nhá, trừ 1 mũ 3 trừ 1 mũ 3 nhân tổ hợp chập 3 của 13 và nhân với x mũ 7. Thế nhìn đây ta biết ngay đáp số nó là C đúng không? C. Cái này là từ câu trước nhá. Đó, trừ 1 mũ 3 là âm 1 rồi, nên đã tổn lại. 1 trên 2 dễ không nào? Chi hiểu không đây? Bây lên làm lại nhá. Lại bài xong nhá. Chắc à? Thế thì không chắc. Vì sao bạn bảo làm cũng chắc, bạn biết không? Bạn lại có làm không? Tự làm không? Có gì? Hay là không tự làm? Không tự làm đúng không? Ngày xưa thầy học đấy nhá, khi mà mình nhìn thấy các thầy giảng mình bảo à dễ hiểu đúng không? Và không cần làm. Cái này chỉ thay công thức là xong mà. Nhưng mà khi mình làm mình bao lâu là mình bị vướng chỗ nào đó là mình bị run, là bị sai. Chính thế là chi bảo không chắc là vì thế. Nên là kể cả dễ chúng ta vẫn phải trải nghiệm bằng cách làm 1 2 bài đúng không? Đấy, làm là luyện mà nhá. Đấy, như bài này mà không làm nhá, đến đoạn mũ âm này là chúng ta không biết xử lý nào, đúng chưa nào? Và hay có các bạn hay có tư tưởng là đợi đến sắp thi, đúng không? Sắp thi giữa kỳ này, cuối kỳ và sắp lớp 12. Thôi, cố nốt đến lớp 1 hè lớp 12 ta bắt đầu cố gắng từ đầu đúng không? Xong cứ càng ngày nó lại càng chậm đi. Thế xong đến lúc 12 lại yêu đương vào nữa thôi chết, không làm được. Đúng không? Nên là bây giờ làm trước đi, dành lớp 12 thì cái thời gian đấy cũng được nhiều hơn. Đây, câu 6. Không chứa x. Không chứa x tương ứng mũ mấy? Không chứa x tương ứng mũ 0, đúng không? Đấy, thì gọi là không chứa x nhá. Nào các bạn lại tự tính như đây nào. Ờ, có 5 tương tự rồi nhỉ? Cái câu 6 là nó hơi lạ, chú là không chữ x. Không chữ x chính là x mũ. X mũ 0, thế đó. Nào, thôi cứ thử tính phát nào.
Ừ, có 6 rồi. Ừ, đúng rồi, C đấy. À, chuyện nhá. Bây giờ tương tự thôi đúng không? Chúng ta có số hạng tổng quát. Tổng quát AK bằng, chỗ này không có âm rồi đúng không? Tổ hợp chập K của 6 đúng không? Nhân x mũ, à nhân x bình, đấy, xin nhầm, x bình mũ 6 trừ K và nhân với 2 chia x mũ K. Chưa? Yeah, biết sau tổng quát. Thu gọn, bước thứ hai thu gọn C K của 6 nhân x mũ 2 nhân cái này là 10 12 trừ 2K đúng không? Chỗ này là nhân x mũ K mẫu số nữa nên trừ K luôn nhá, trừ K luôn và nhân với 2 mũ K. Đó. Viết gọn lại lần nữa C K của 6 nhân 2 mũ K nhân x mũ 12 trừ đi 3K. Được. À, số hạng không chứa x. Không chứa x tức là chúng ta phải cho cái số mũ này bằng 0, đúng không? Ta cho 12 trừ 3k bằng 0, ta tìm được k bằng 4. K bằng 4, đúng không? Vậy số hạng không chứa x nó chính là A4 bằng C4 của 6 nhân 2 mũ, đúng không? Đó, ra là C. À, số hạng không chứa x nhá, là số mũ 0 bạn nhá. Câu này. Trong khai triển có tất cả 17 số hạng, hỏi n bao nhiêu?
là bao nhiêu? 10 đúng không? Đấy, thì chúng ta lưu ý này, A cộng B bình phương là có 3 số hạng, N bằng 2 thì có 3, A cộng B mũ 3 thì có 4 số hạng. Vậy là số số hạng nó sẽ bằng N cộng 1 đúng không? Nhá, ví dụ thầy ví dụ này. A cộng B bình phương bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Đúng là có 3 số hạng không? 3 số. À, đúng không? N bằng 2 thì có 3 số hạng. N bằng 3 thì chúng ta có 4 số hạng. Vậy là số hạng nó chính là N cộng cộng 1. Đúng chưa? Nhá. Bây giờ thấy từ K đến N này. K bằng 0 thì là số hạng thứ nhất, K bằng N thì số hạng thứ N cộng 1. Vậy là tóm lại số số hạng đây là chúng ta phải có là N cộng 6 cộng 1 bằng 17. Đúng không? Đấy. Đây N, đây N đối với bài này chính là N tổng quát đúng không? Số số hạng sẽ bằng số mũ cộng với 1 và theo giả thiết bằng 17. Tức là N bằng 10. Đấy, thì chúng ta ghi thêm nhé. Số số hạng thì bằng số mũ cộng với 1. Câu 12. Vẫn là vậy nhưng nó hỏi của số hạng đứng chính giữa nhá. Nó không biết cho số hạng thứ bao nhiêu chính giữa. Thế thì đang cần tìm. Nhưng nói luôn thì lại ra ngay đúng không? Thì lại trở lại bài toán quen rồi cả. Xem đó là số hạng nào. Đi lắm phải viết ra rồi. Không đúng. Không đúng so đáp án ở đây. Tức là có thể đáp án đây bị nhầm phải không? Thầy chưa nhầm. Viết ra bài nhầm dễ nhầm. Thấy chưa? Chính giữa. D à? Ừ, D đúng rồi. Số mũ tăng dần. Người ta viết ngược lại đúng không? Viết ngược lại đi cho đỡ bị nhầm nhá. 3x cộng 1 mũ 20. Đúng không? Bằng sigma. Viết kiểu này đi. Đúng không? K bằng từ 0 đến 20. Đúng không? Tổ hợp chập K của 20 nhân 3x mũ 20 trừ k. Đúng không? Nhân 1 mũ gì đó bằng 1 bỏ qua nhá. Vậy mình nhìn đây số này có bao số hạng nào? À, mũ 20 nên có 20 cộng 1 bằng 21 số hạng. 21 số hạng, đúng không? Đấy có 21 số hạng. Rồi, 21 số hạng nhá.
Khi ta nhìn ta xem số nào ở giữa. 21 số thì số hạng thứ bao nhiêu ở giữa nào? 21 thì trừ số ở giữa là bằng 20 chia đôi ra, đúng không? 10 đầu, 10 cuối là số ở giữa. Vậy số hạng thứ ở giữa là số hạng thứ bao nhiêu? Số ở chính giữa, đúng không? Chính giữa. À đúng rồi, là số hạng thứ 11. Đúng không? Thứ 11 mà. 10, 1, 10. Đúng chưa? Thứ 11. Thứ 11 thì tương ứng k bằng nhiêu? K bằng 10. Đúng không? K bằng 0 là thứ nhất, k bằng 1 thứ hai, k bằng 10 thứ 10, 11. Đúng không? K bằng 10. Đấy. Đó chính là số AK bằng C10 của 2, 10 nhân 3x mũ 10. 20 trừ 10 là 10. Đầu bài bảo là hệ số đúng không? Vậy thì đây ta thấy hệ số nó là C10 của 20 nhân 3 mũ 10. Đáp án D, đúng không? Yeah. Chính giữa. Đúng không? Đấy, hoặc đến tại được, đúng không? Đấy, hoặc không chúng ta thấy này, có 21 số đúng không? 10 số đầu tiên, xong đến số ở chính giữa, xong lại 10 số kia, đúng không? 21 không? Thì 10 ở đây số thứ 11, đúng chưa? Thì tương ứng với k bằng 10 nhá. Đây. Làm cho thầy cái này. Cho biểu thức 2 căn x đúng không? 2 căn x trừ đi 1 trên x mũ 20, mũ 20. Đó. Tìm số hạng tự do. Tức là số hạng không chứa x đấy nhá, là số tự do. Đấy thì đây là một cái tên gọi khác để chúng ta đỡ bị bỡ ngỡ khi gặp số hạng tự do. Là nó có chứa căn x. Để cho đây 21 đi, nó đáp số nó chẵn tí. 21. Thì số hạng tự do. Ừ. Tức là số hạng không chữ x nhá. Đó, đây là một cách tên gọi khác để các bạn biết. Mày. Cười em nào đây? Có 14 chắc đúng rồi. Nếu mà cái C chủng thì C 14 của 21 chứ. Ừ. Nhân 2 mũ 14 hả? Có âm không? À rồi, âm mình mất rồi, đúng không? Đúng rồi đấy.
trừ một nhân k nữa, nhưng mà c k của 21 21 hết 1 và 21 trừ k chết rồi. Bạn sinh viên trường nào? Em. Rồi, mới làm đây đúng không? Năm thứ mấy? Thứ nhất là gọi chị nhá. Vừa chị à? Chứ thấy trẻ lại không gọi chị bao giờ. Xuân, tính đi. Ô, làm mãi rồi nhỉ? Viết rồi thôi, tự do chưa? Tại sao chưa viết được? Do đây số hàng tổng quát đây. Vậy số tổng quát đã. Phải viết số tổng quát xong cho hệ số cho số mũ của x bằng 0 thôi. Nào, cứ thử viết đi, viết trong nháp đã, xem đúng cái sai đã. Phải một lần viết. Chi nào viết được số tổng quát chưa? Chưa viết chứ không phải chưa viết được nhé. Viết thì sẽ viết được. Viết là một lần để nhớ công thức mà không viết. Vậy ta bao nhiêu? 24 27 nó là sẽ là 14 hoặc 7 đấy. Vì tổng là 21 mà, kiểu gì một trong hai cái. Tính cái gì bản chất nó giống nhau đúng không? Không tao giữ lại mỗi cái hai ở ngoài là hai mũ trừ cao. Nào xem chi vẫn chưa chịu viết. Xuân nào viết giờ. Nào cứ viết đi, thời gian sai. Vẽ anh nào đây? Con gái thầy. Anh nghĩ à? Không ạ. À con gái. Được rồi. Vẽ bạn nghĩa gần con mèo. Nào viết à? Viết đi. Nào, sao tờ quát là gì? Trang chắc được rồi đúng không? Nào, Xuân, số tổng quát là gì nào? Ký hiệu là thôi, không gọi A nữa, gọi B đi nhá, gọi số ngày A. Nào, đầu tiên là tổ hợp. Đây, nhìn công thức luôn trên bảng đấy, xem gì nữa. Tổ hợp chấm mấy của mấy nào? Rồi, của 21, tổ hợp chấm mấy đây? Chập k của 21 đúng không? Tiếp nhân cái gì mũ n chữ k? Hai căn x mũ 21 chữ k nhá. Tiếp chết rồi, đợi âm, có dấu âm đấy nhá, chín nữa thì sai đúng không? Dấu âm nhá, bk bằng âm 1 mũ k. Đây này, áp dụng cái này này, âm nhá. Đó. Nào, nhân gì tiếp nào? B mũ k. B là gì? 1 trên x mũ k. Đúng chưa? Đấy, chọn tổng quát. Chị, chọn tổng quát. Đấy, mình không viết đấy chứ đúng không? Lười viết. Lười viết đến nó không thể nhớ được công thức đâu, dễ bị nhầm hoặc là thiếu như thầy này nhá. Bây giờ ta lại biến đổi thu gọn lại. Âm 1 mũ k để đấy đúng không? CK của 21 để đấy. Nào đi, bây giờ hai căn x thì chúng ta lại nhớ là này, căn x thì nó chính là bằng x mũ 1 phần 2 đúng không? Như đây được là 2 nhân x mũ 1 phần 2 nhân 21 trừ k đúng không?
1 trên x thì chính là x mũ trừ 1 tất cả mũ k. Được chưa? Nhá, bài này thêm một cái nữa là x mũ căn x thì bằng x mũ phần 2 nhá. Rồi. Đến đây ta lại viết gọn lại là âm 1 mũ k nhân ck của 21 nhân 2 mũ 21 trừ k. Đúng không? Nhân 2 mũ 21 nhân này x mũ 1 phần 2 mũ 21 trừ k thì chúng ta được là x mũ 21 trừ k chia cho 2 nhá. Nhân x mũ trừ k thì chúng ta trừ luôn k ở đây. Đúng không? Đấy. Vậy là đã gọn chưa? À chưa gọn. Cái này nó vẫn còn đây này nhá. Bây lần nữa gọn. Trừ 1 mũ k nhân ck của 21 nhân 2 mũ 21 trừ k nhân x mũ quy đồng lên thì ta được là 21 trừ đi 3k trên 2. Bây giờ số bạn không chữ x tức là cho số mũ bằng 0, tức là 21 trừ 3k bằng 0, tức là k bằng 7, đúng không? Đó. Chúng ta giải 21 trừ 3k bằng 0 thì ta được k bằng 7. Ok, k bằng 7 thì ta suy ra B7 bằng trừ 1 mũ 7 thì là âm 1 nhá, là âm. Đó, và đấy bạn đã không dấu âm là bị sai nhá. Được chưa? Nhân C7 của 21 nhân 2 mũ 10 4. Thế đó, xong. Trừ nhá. Dũng nhá, trừ đúng không? Bạn này thiếu trừ đúng không? Căn x bằng x mũ 1/2. À. Thứ nhất là nó là một công thức chúng ta nhớ nhé. Căn x bình phương bằng x mũ 1/2. À bằng x đúng không? Đúng không? X thì sẽ bằng x mũ 1/2 tất cả bình phương đúng không? 2 nhân 2 đúng. Thế nên là căn x bằng x mũ 1/2. Nhưng mà cái đấy chúng ta không quan tâm, chúng ta nhớ lại đây, thầy viết lại công thức nhá. Đây, cái này là một cái này. Căn bậc n của x thì bằng x mũ 1 phần n. Đấy, chúng ta lưu ý nhá. Được không? Một cái nữa là 1 trên x thì bằng x mũ âm 1. Đấy. Có hai cái đấy cần nhớ. Rồi, bài tập về nhà thầy sẽ gửi file sau nhá. Ok. Wow, 18 rồi. Đấy, hôm nay chỉ có gì? À, số ạ, tổ quát, sau đó thì tìm k và tìm hệ số. Đúng không? Nhưng mà chúng ta phải viết, chúng ta không là vẫn không làm được đâu. Rồi, bye bye.